Chào các anh chị, trong quá trình mà nói chuyện với các anh chị chuyên đầu tư cái nhà phố của Vinhome thì các anh chị đã nói là một trong những cái bí quyết mà đầu tư cái sản phẩm thấp tầng của Vinhome đó là luôn luôn sử dụng đòn bẩy vay nợ của ngân hàng. Vậy thì video này chúng ta cùng tìm hiểu lý do tại sao là như vậy. Thưa các anh chị, thì Vinhome kết hợp với ngân hàng Techcombank đưa ra một chính sách rất hay cho cái sản phẩm nhà phố tại các dự án của mình, đặc biệt là hiện tại là dự án The Manhattan của Vinhome Grand Park quận 9. Thì để sở hữu một cái căn nhà phố của Vinhome Grand Park quận 9 thì khách hàng chỉ bỏ ra 30% và 70% còn lại thì chúng ta vay nợ bên ngân hàng Techcombank. Tuy nhiên nói vay nhưng mà gần như là không vay. Bởi vì hiện tại thì cái khoảng 70% vay từ Techcombank thì sẽ được ăn hạn nợ gốc và miễn lãi trong 18 tháng. Như vậy là chúng ta chỉ bỏ ra 30% vốn tự có và phần còn lại thì chúng ta mượn nợ bên ngân hàng để chúng ta đầu tư vào sản phẩm thấp tầng của Vin. Vì vậy chúng ta thấy rằng nếu như mà chúng ta sử dụng cái đòn bẩy tài chính của ngân hàng thì khi chúng ta bán sản phẩm nhà phố Vin, chúng ta được một cái lợi nhuận tốt hơn rất nhiều so với vốn tự có. Ví dụ rằng hiện tại một cái căn nhà phố Vin thì giá là 15 tỷ thì chúng ta cần bỏ ra một số tiền 30% ban đầu, đó là 4,5 tỷ. Chúng ta bán cái sản phẩm nhà phố này tăng giá là 20% thì chúng ta sẽ bán được với giá là 18 tỷ. Thì chúng ta thu lại một cái lợi nhuận là 3 tỷ. 3 tỷ lợi nhuận trên cái số tiền vốn bỏ ra ban đầu là 4,5 tỷ thì cái lợi nhuận là khoảng hơn 60%. Trong khi nếu như chúng ta bỏ ra 100% vốn để đầu tư vào nhà phố Vin thì lợi nhuận 3 tỷ chia cho cái số tiền phải bỏ ra là 15 tỷ thì chúng ta chỉ có lợi nhuận là khoảng 20%. Như vậy thì chúng ta thấy rằng với cái sản phẩm này và với chính sách ưu đãi hiện tại thì chúng ta luôn luôn dùng cái đòn bẩy vay nợ bên ngân hàng Techcombank để tài trợ cho khoản mua nhà phố của Vinhome Grand Park hiện tại. Và một trong những cái chính sách cực kỳ hay của sản phẩm liên kết giữa Techcombank và Vinhome đó là khi mà anh chuyển nhượng cái nhà phố trong cái giai đoạn mà còn hỗ trợ lãi suất 18 tháng thì ngân hàng có chính sách là chuyển nhượng cái khoản vay, và cái người mua sau họ sẽ được chuyển nhượng khoản vay đó và kèm theo những cái ưu đãi lãi suất trong thời gian 18 tháng đó. Ví dụ sau một năm chúng ta chuyển nhượng nhà phố của chúng ta thì cái người mua mới họ sẽ được chuyển nhượng khoản vay và họ tiếp tục được kế thừa cái 6 tháng hỗ trợ lãi suất. Đây là một chính sách rất hay mà giúp cho chúng ta thuận lợi trong vấn đề chuyển nhượng nhà phố sau này. Và đặc biệt hơn nữa thì trong thời gian hỗ trợ lãi suất thì chúng ta có thể trả gốc bất kỳ lúc nào để tắt toán khoản vay và không chịu bất cứ một cái mức lãi phạt nào. Thông thường thì khi chúng ta vay nợ ngân hàng thì chúng ta trả gốc trước hạn thì chúng ta sẽ bị một mức lãi phạt. Tuy nhiên thì trong thời gian ngân hàng gốc và hỗ trợ lãi suất thì chúng ta tắt toán cái khoản vay trước hạn thì chúng ta hoàn toàn được miễn phí. Có một số anh chị cũng quan tâm cái mức lãi suất của ngân hàng Techcombank cho cái khoản vay nhà phố hiện tại. Thì hiện tại thì Techcombank đang áp dụng cái mức là biên độ cộng cho 3,5% và lãi suất này sẽ áp dụng cái lãi suất thả nổi theo thị trường. Hiện tại thì Techcombank đang áp dụng mức lãi suất là khoảng 11,5% một năm. Và một trong những điều cuối cùng mà mình thấy rất hay đó là Techcombank có một bộ phận chuyên phục vụ cho các đối tượng khách hàng mua sản phẩm của Vinhome. Cho nên là nếu anh chị quan tâm mua cái nhà phố của Vinhome Grand Park thì anh chị liên hệ với Tuấn thì mình sẽ gửi thông tin để các bạn ngân hàng chủ động liên hệ với các anh chị để mà thẩm định cái hạn mức cho vay trước, để liệu rằng chúng ta có đủ cái hạn mức để mà vay 70% cái số tiền mà chúng ta cần bỏ ra để mua căn nhà phố hay không, để khi mà chúng ta quyết định mua thì chúng ta đã yên tâm về cái phần hỗ trợ của ngân hàng thì để giao dịch của chúng ta nó tiện hơn. Anh chị thân mến, thì vừa rồi thì phân khu The Manhattan giai đoạn 1 500 căn đã chuyển nhượng hết, và như vậy chuẩn bị chủ đầu tư sẽ ra cái phân khu 2 The Manhattan Lorry. Đây cũng là một cái khu nhà phố thương mại, chủ đầu tư cũng sẽ có lộ trình ra hàng là từ 3 đến 4 đợt và mỗi đợt như vậy cũng sẽ tăng giá từ 3-5% để sở hữu cái căn nhà phố Vin với cái giá tốt nhất. Anh chị liên hệ với Tuấn, Tuấn cung cấp những thông tin để các anh chị có thể
thuận tiện vào những cái đợt đầu tiên để chúng ta có một cái giá tốt nhất. Cảm ơn các anh chị đã theo dõi video này. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại. Xin trân trọng kính chào.